Và bây giờ là trận công đài thứ 3 của lối đài kỳ 62. Đây có lẽ là trận được nhiều người trông đợi nhất trong ngày hôm nay. Giữa tay vợt công đài là Lâm Quang Trường của Hóc Môn và đài chủ là Nguyễn Minh Tuấn của Vũng Tàu. Không đều. Một quả block đẹp của Nguyễn Minh Tuấn. 0-1. Một đều. Phòng thủ rất tốt của Lâm Quang Trường. 6-8. Quá đẹp. 6-9. 9-7. Nãy giờ đánh chưa được vô. Nói nhiều quá nó đánh nhớ được.
luôn nè. 98 nó kêu em. Đâu? Tám mươi. Và 118. Kết thúc set thứ nhất thì phần thắng tạm thời nghiêng về tay vợt con này Lê Quang Trường, tỷ số là 1-0.